Wow, các bạn ơi, ở đây mình phát hiện có rất là nhiều xe công trình đang làm việc nè các bạn. Đây là một chiếc xe cạo múc cát nè các bạn ơi, rất là bự luôn. Wow, siêu to khổng lồ nè các bạn ơi. Có màu cam rất là đẹp nha, chạy bằng bánh xích luôn nè các bạn ơi. Wow, còn ở đây mình phát hiện có một chiếc xe ben nè các bạn ơi, còn trong vịt luôn nha, rất là mới luôn nè các bạn. Bây giờ mình sẽ khám phá chiếc xe này nha các bạn ơi. Wow, các bạn ơi, một chiếc xe rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn. Ồ, bánh rất là to luôn nè các bạn ơi. Đó, xây được rất là nhiều vòng luôn nè các bạn. Wow, đầu xe có màu vàng rất là đẹp luôn các bạn ơi. Kính chắn gió nè các bạn ơi, nhìn xem. Ồ, rất là bóng luôn các bạn ơi, không có một vết trầy xước nào luôn nha. Còn cái ben nè các bạn ơi, có thể ben lên ben xuống được luôn nè các bạn. Bây giờ mình sẽ múc cát lên chiếc xe ben này nha các bạn ơi. Múc cát thôi các bạn. Wow, múc được rất là nhiều cát luôn. Anh tài xế này làm việc hay quá các bạn ơi. Cái gầu rất là bự luôn nè các bạn. À, wow, đầy xe rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ di chuyển hai chiếc xe này đi đổ cát luôn nha. Mình sẽ ben cát xuống đây nha các bạn ơi. Ben cát xuống nè. Wow, rất là nhiều cát được ben xuống luôn. Tiếp theo chiếc này nha các bạn ơi. Wow, chiếc này cũng rất là nhiều cát luôn nè các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ lùi hai chiếc xe này về nơi làm việc nha. Tiếp tục múc cát thôi các bạn ơi. Múc cho bạn này một gầu nha. Sau đó mình lại múc tiếp cho bạn bên đây một gầu nữa nha các bạn ơi. Đó. Ồ các bạn ơi, ở đây mình phát hiện cái gì nè các bạn. Wow, màu đen nè các bạn ơi. À, xám đen nha các bạn ơi. Wow, rất là già luôn nè các bạn ạ. Mình sẽ đào thật sâu xuống nha. Wow, các bạn ơi, cái gì đây vậy các bạn? Wow, đào nhanh lên các bạn ơi. Đào này. Bây giờ mình sẽ kéo ra nha các bạn ơi. Wow, các bạn ơi. Là một con cá mập xám biển khơi nè các bạn ơi. Wow, hàm răng rất là trắng luôn nè các bạn. Nhìn rất là hung dữ luôn nha. Không hiểu sao lại bị chôn vùi ở đây nè các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ giải cứu bạn cá mập này ra biển khơi nha. Lên xe bạn cá mập ơi. Đi thôi. Wow, nước ở đây mát quá, bơi đi cá mập ơi. Wow, bạn cá mập này rất là vui luôn các bạn ơi. Bơi rất là nhanh luôn nè. Wow, mát quá, bơi ra biển lớn thôi cá mập ơi. Bây giờ mình sẽ điều khiển hai bạn xe ben này đi đổ cát nha các bạn ơi. Chạy nhanh lên các bạn ơi. Wow, các bạn ơi, ở đây mình phát hiện một cái bịch như này các bạn. Bên trong có chứa một cái món đồ chơi nè các bạn ơi. Wow, màu đỏ rất là đẹp luôn nè các bạn ơi. Trên đây thì có in rất là nhiều xe công trình luôn nè các bạn ơi. Wow, rất là nhiều luôn nha. Bây giờ mình sẽ khám phá chiếc xe này cho các bạn cùng xem nha các bạn ơi. Mình sẽ mở cái bịch này ra nha. Wow, nhanh lên các bạn ơi. Wow, các bạn ơi. Wow, là một chiếc xe cứu hỏa thang nè các bạn ơi. Wow, mới quá các bạn ơi. Màu đỏ rất là đẹp luôn nè các bạn. Bên trong có hai anh tài xế đang điều khiển nè các bạn ơi. Đầu xe thì rất là đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ kéo cái thang này ra nha các bạn ơi. À, rất là già luôn các bạn. Nâng thang lên này. Wow, cao quá các bạn ơi. Ở đây thì có một cái vị trí đứng cho những cái anh lính cứu hỏa nè các bạn ơi. Rất là đẹp luôn nha. À, hạ thang xuống nè các bạn. Mình xem cái động cơ chiếc xe này thử nha các bạn ơi. Wow, rất là mạnh luôn nè các bạn ơi. Chạy rất là nhanh luôn nè các bạn. Đó, bánh vẫn còn xay luôn nha. Bây giờ mình sẽ cho chiếc xe này chạy thật nhanh nha các bạn ơi. Wow, các bạn ơi, ở đây mình phát hiện có một chiếc xe gì rất là dài luôn nè các bạn. Wow, là một chiếc xe container nè các bạn ơi. Rất là đẹp luôn nha. Màu vàng rất là sáng luôn. Bây giờ mình sẽ khui cái hộp này ra nha bạn ơi. Wow, thích quá các bạn ơi. Wow, toàn là xe mới không thôi. À, mình sẽ mở cái hộp này ra nha. Đây, các bạn nhìn xem cái đầu xe nè các bạn ơi. Wow, ngầu quá các bạn ơi. Bên trên có rất là nhiều đèn nè các bạn ơi. Phía trước có một cái cản rất là đẹp luôn nha. Wow, rất là nhiều ống khói luôn nè các bạn ơi. Đó, chiếc xe đẹp quá các bạn ơi. Di chuyển này. Wow, xe này có rất là nhiều bánh luôn nè bạn ơi. Một bánh này, hai bánh này, ba bánh này, bốn bánh này, năm bánh, sáu bánh. Tổng cộng chiếc xe này có 12 bánh luôn nha các bạn ơi. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Rất là mới luôn. Bây giờ mình sẽ
di chuyển chiếc xe này để tìm xe đồ chơi nữa nha các bạn ơi. Bip 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 bip. Wow 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 wow. Các bạn ơi, ở đây mình phát hiện cũng có rất là nhiều xe công trình đang làm việc nữa nè các bạn ơi. Wow, xe ben này các bạn ơi, xe đua này, xe cần cẩu múc cát này, xe cần cẩu múc cát này nè các bạn ơi. Wow, chiếc xe này nè các bạn, rất là mới luôn, là một chiếc xe cần cẩu cứu hộ nha các bạn ơi. Wow wow wow, bên trong có hai anh tài xế đang điều khiển xe nè các bạn ơi. Các bạn ơi, cái cần cẩu đẹp quá nha. Bây giờ mình sẽ kéo ra thử nha các bạn. Wow, rất là dài luôn các bạn ơi. Mình sẽ thử cẩu những chiếc xe này nha các bạn ơi. À, wow wow wow, các bạn ơi, rất là mạnh luôn, rất là khỏe luôn nha. Một chiếc xe cần cẩu múc cát nè các bạn ơi. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Màu cam nha, đó, chạy bằng bánh xích nè các bạn ơi. Bip 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 bip. Wow, còn đây là một chiếc xe ben nè các bạn. Bây giờ mình sẽ cho chiếc xe ben này đi đổ cát nha. Ben cát xuống thôi các bạn ơi. Wow, rất là nặng luôn. Đó, cát được ben xuống rồi nè các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ lui xe về nha. Bip 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 bip. Mình khám phá chiếc xe này nữa nha các bạn ơi. Là một chiếc xe đua nè các bạn ơi. Wow, siêu xe luôn nha. Rất là đẹp luôn nè các bạn ơi. Phun phun, phun phun. Wow, động cơ rất là mạnh luôn nè các bạn ơi. Còn đây là một chiếc xe cần cẩu múc cát nè các bạn ơi. Kết hợp với một chiếc xe tải nha. Wow, rất là đẹp luôn nè các bạn ơi. Mình có thể xây cái cẩu được luôn nha. Wow, xịn quá các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ múc cát nha bạn ơi. Đó, múc được rất là nhiều cát luôn các bạn ơi. Mình sẽ cho chiếc xe ben này lên nha. Phun phun, phun phun. Wow, đặt ở đây nha các bạn ơi. Mình sẽ múc cát lên xe ben nha. Múc lên nào. Wow, cát đang được đưa lên xe ben đó các bạn ơi. À, hay chưa các bạn ơi. À, mình sẽ cho chiếc xe này lên xe ben luôn nha. Đi đổ cát thôi các bạn ơi. Ben cát xuống nha các bạn ơi. À, mình sẽ di chuyển chiếc xe đây luôn nha. Còn đây là một chiếc xe chở trứng nè các bạn ơi. Wow, bên trong có rất là nhiều trứng gà luôn. Bây giờ mình sẽ đổ trứng ra nha bạn ơi. À, mình sẽ chơi một trò chơi đó là múc trứng lên xe ben nha các bạn ơi. Cho bạn xe ben này di chuyển tới nha. Bip 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 bip. Xe cẩu múc cát đâu. Múc trứng lên nha các bạn ơi. Đó. Ô các bạn ơi. Wow, một trứng rồi nè các bạn ơi. À, đặt lên xe ben nha. Wow, vui quá các bạn ơi. Múc trứng thứ hai nha. Đó, trứng thứ ba này các bạn ơi. Wow wow, xe cẩu này làm việc rất là siêng năng luôn nè các bạn ơi. Đó, múc nữa nha các bạn ơi. Wow, mình sẽ múc hai trứng luôn nha. Đó, đặt hai trứng lên trên nè các bạn ơi. Múc lên xe nào. Rất là nhiều trứng gà đang được đưa lên xe nè các bạn ơi. À, mình phải đặt nhẹ nhẹ nha các bạn ơi. Nếu không đặt mạnh thì nó sẽ vỡ trứng đó nha các bạn. Wow, còn một trứng cuối cùng nè các bạn ơi. Khó múc quá. Vô nào. Wow, xong rồi nè các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cho chiếc xe này đi giao trứng nha các bạn ơi. Bip 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 bip. Ok, đây là tất cả những chiếc xe mà sớm giờ mình đã tìm kiếm và khám phá cho bạn cùng xem rồi đó các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ mang những chiếc xe này về nhà mình vệ sinh sạch sẽ nha các bạn. Hôm nào mình sẽ mang ra cho các bạn cùng chơi nữa nha. Bây giờ mình phải về nhà rồi các bạn ơi. Bye bye các bạn và hẹn các bạn ở những video tiếp theo của kênh mình nha.